sẽ cho đến cái thứ lý đó tự học trên học với tao học đó. Rồi trời, tôi tự tập thứ 1, tập thứ 2, tập thứ 3. Trời trời, 3 cuốn này chắc chứ. Mà không nổi luôn đâu. Cuốn này có tầm 3 cuốn chứ. Mấy cuốn chị gọt lại nhiều cái này. Rồi, sơ đồ nghe anh em học sơ đồ. Nghe chào. Chào, ta sẽ tắt cái quạt đi. Nên là cách lưỡi tâm. Nghe nó đi kèm với cách lưỡi tâm. Nè, thì người ta có vấn đó. Luân hồi là mặc nhiêu luân hồi đi. Nhìn bản đi, ai có rồi thì nhìn nó. Chưa có thì có gì đâu nhìn. Lớp 11. Lớp nhà con tháng cho con hết. Bây giờ con đi. Nó đủ học chưa? Cái này chỉ có hai cái này. Tương đương tiên lưỡi. Quần bốn mất tích thôi. Quần có hai. Giống như bản chất lưỡi 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 đúng không? Mà cái kết quả thì học tại chỗ nó vẫn tốt hơn là học online chứ nhỉ? Đúng rồi. Ừ. Vì nhiều lý do khác nhau. Thôi đi gửi lương vô cô My nghe chú Phơ. Bà gửi tính xét tới lương hắn sao? Bữa gì gửi nè. Tôi quên hôm ấy rồi, hôm qua tôi từ mặt tôi chuyển qua luôn. À, ông có gì là phải nha. À, còn không hỏi nhưng mà nó chưa chắc là mình biển như vậy nha. Chàng mấy đi cô? Một cái 69, một cái 68, một cái 61. Cung mới là 61. Có gì hả? Chúng tôi số 9. Số 9 thì mình về số 9. Số 9 nó chưa xích. Nó cầm chân sau mấy. Số 9 đây. Số 9 nó cầm 50 á. Yeah. Còn cái ngô của tụi bác. Mới nha. Chắc chưa được lọc á nên á. Còn nó tối vậy nè. Tối hay là tận nghiệp với bạn online á. Em sắp học giáo là khổ mà cái cảnh này không? Không biết. Xe. Cô cũng nghĩ tới xe. Lực đức là mẹ. Lực phòng đức. Thầy nhà dưới này. Người ta chuyên chỉ hướng tâm nữa. Hỏi. Người ta có trời. Giỡn à. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Có thấy được gì đâu mà đi. Thank you.
Cái hàng kinh cùng á mà nó viết cái chữ mà mẹ quẹo đầu đọc đó, nó là con sở tánh, còn cái cột thứ nhất á nó là tâm, nào cái tâm cái tâm nó đi kèm với nhau, thì mình cần tra là mình tra xem coi cái tâm nào đi kèm với tâm nào thì mình tra đây. Bây giờ á, những cái đầu tiên là các sở hữu tâm, ví dụ sở hữu biến hành nha, sở hữu biến hành thì nó đi kèm 121 tâm, cho nên nó ghi là 121, được chưa? Rồi tầm nó đi với 55 tâm, tứ đi với 66 tâm, nó giải đi với 110 tâm, cần đi với 105, hỷ đi 51, dục đi 101, chi phần đi 12 tâm, chi với 8, tạp chí đi 4, nhã mạng đi 4, tỉnh phần đi 2, hương phần đi 5, phần đi 1, tỉnh hảo biến hành đi 91, giới phần đi 48, và 28 là đi với vô lượng phần, và trí tuệ thì có 79 tâm. Đó, cái là cái hàng đồ, hàng thứ 2, để tự đi tất tâm và tự tâm. Rồi bây giờ bắt đầu lưu chi tiết cái tâm tham thứ nhất. Tâm tham thứ nhất nó sẽ có 19 sở hữu tâm đi kèm theo. Như vậy thì nó bao gồm là sở hữu biến hành nè, sở hữu biến hành là 13, 13 với 19 là phải đi chia 6 nữa, thì mình chia nó chia 6 nữa nè. Tầm, tứ, thắng, giải, cần, hỷ, dục, si, phần, tham và tạp kiến. Đây là tâm tham thứ nhất. Hiểu chưa? Hiểu quy luật hay chưa? Mười ba là bao gồm luôn cả cái tầm tứ, tầm tứ dạy tầm thể dục luôn á, là 13 nữa, si là 4 nè, dưới tham với tạp kiến là 6, là 13, 6, 19 đủ rồi, vậy đó. Được chưa? Sở hữu tự tha nó chia là hai loại, sở hữu tự tha biến hành và sở hữu tự tha biệt cảnh. Được chưa? Thì thằng tầm tứ thắng giải cần hữu dục á, nó là biệt cảnh, và thằng biến hành á, nó là 7, biệt cảnh nó là 6, là ra 13. Được ha? Đó, người ta ghi cho mình đó. Như vậy thì hỏi bất kỳ cái tâm nào là mình chỉ cần cái hóa bản. Cái hóa bản là coi như sân dễ ẹt, không khó gì cả. Vừa người ta hỏi mình là tâm sân thứ nhất, sân thứ nhất đi với bao nhiêu sở hữu tâm? 20. Thế người ta mới hỏi mình đó là sở hữu sân đi kèm với con sân đó là sở hữu nào? Mình đã liệt kê ra. Sở hữu biến hành là 7, cộng với tầm, tứ, thắng giải, cần, do sân không có hỷ, được chưa? Dục, si phần và sân phật. À, cộng lời và hệ chục. Học rồi tới mình có học với con ai dốt là không biết. Con biết không? Rồi dốt. Biết rồi dốt. Hết nghe rồi. Ủa alo đây vẫn mở mà, đây vẫn còn có micro mà, chắc là bị xa quá, để đem mở lại. Ủa đem ly lại mở chứ, đem mở lên ly phải được, đem ly lại mở. Alo, nghe rõ chưa?
thì như vậy như cái ca tiếp 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 theo nha, con mẹ về ngủ xong thức, ngủ xong thức thì nó đi với bảy thôi. Cái ý môn phía sinh tâm, nói chung là cái tâm có hết rồi. Duy dùng để cách cứu, bản này dùng để cách cứu. Hai đăng ký thuộc, mình cho đăng ký. Chứ cái này không có bắt thuộc, mà là cái này dùng để cách cứu. Giống như cứu từ bị sống mỗi lần tới hả? Ý, cái đó là cái gạt bệnh chưa, bệnh chưa, bệnh chưa, bệnh chưa, bệnh chưa, bệnh chưa, bệnh chưa. Thầy ché bản này hay giác nữa. Học thì mình ngu. Dạ, nó lấy cái đầu nó chà 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 cái lợi cái này cái đó tham lợi hai khác tham lợi nào giờ mới thấy giờ mới thấy bản hoàng hoàng có học là chuyện nhỏ nhưng mà chuyện lớn là gì ai học được thôi. Vậy thì có các bạn vừa học nha, hãy đăng ký. Và hỏi cái này là thôi chị em bay đi, chứ có thứ hai biết chuyện được có thể cho bài nữa. Mình học ở đây chứ. Biết lượng sức mình. Thì sao, mình học ở đây chứ là đúng. Chứ học ở đây, mình nhìn đi mình học bánh được. Từ từ con học ở đây đi. Còn có bốn con người trong đây. Cũng chưa ngập tao nghe thôi. Nào mình qua đến tin nhé. Fatimaka Fatimaka xong rồi hả? Đến tin nhé. Đây là tổng hợp nhé. Đây là tổng hợp tất cả những thứ tùm lum tùm lum tổng hợp tổng hợp tùm lum thứ linh tinh tổng hợp linh tinh năng tang Thank you.
mọi người có luôn mà nhớ thôi. Thì để hỏi các bạn bản kìa. Là cái cô hỏi thời gian hết xong rồi đó, bên Phương có nghe không? Có không á, cái cô nói là cái gì? Ai có buộc có nghe không? Alo, alo, bây giờ stop không? Rồi. Bây giờ thì nghe rất rõ. Vâng. Rồi, hồi nãy nói á, hướng dẫn lập bản như sau. Cái điều đầu tiên ở trên á là sở hữu tâm, sở hữu biến hành. Sở hữu biến hành nó có 7. Đó là xúc thọ tưởng tư, nhất thành mạng quyền tập ý. 7 biến hành nói chung một nhóm, mà xong tới tầm tứ thắng giải cận hỷ dục. Nó là kẻ cái sở hữu tự tha biệt cảnh. Rồi nhóm si phần có mấy? Lợn, đọc, tí, sư vô, phạm, vô quý, khổ vật. Rồi, tới tham, tới tạp kiến, tới ngã mạn, tới sân phần có mấy? Sân phần có mấy? Lợn, đọc, sân tật lợn thôi. Sân tật lợn thôi. Rồi, tiếp nhóm tránh hôn phần có mấy? Phần có hai. Đọc, buồn ngủ lười biếng, buồn ngủ lười biếng. Rồi hoài nghi và những tánh tịnh hảo biến hành. Tịnh hảo biến hành có bao nhiêu? Đọc lên hết tịnh hảo biến hành nghe coi. Tịnh hảo biến hành nó tới có 19 lần. Tịnh hảo biến hành 19 phần 12 cái phạm tịnh kinh nhu phần chánh đến cái tính tính niệm niệm phàm quý vô 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 nhà không phải vô nhà phải vô nhà là vô trường hay vô trường hay vô nhà vô nghỉ sinh vô gì vô duyên vô bất thiện á, tâm trên vô bất thiện á, vô tham vô sân vô xã mình xã lấy cộng với được hai lần tính. Ok, cảm ơn. Đó, quý vị nhớ nghe đó, cái nhóm đó là tịnh hảo biến hành. Nhóm giới phần đọc tiếp. Giới phần, giới phần ba thánh vừa chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng vô lượng phần, vô lượng phần từ bi. Ủa? Từ bây giờ quán cái chết và bi luôn giờ. Xong từ với lại thương xót bi. Hai. Từ là vô thân ở trên rồi. Bi có bi lao là mình bi và cái gì? Bi và tùy hỷ. Bi và tùy hỷ. Rồi cuối cùng là thánh trí tuệ. Đó là các sở hữu tâm ở hàng trên. Các sở hữu tâm đi kèm với số lượng tâm thì nó là một cái hàng, mà cái hàng phía trước nó cấm đó là 121 55 66 110 cho đến 551 cho đến 112 844 2 5 1 9 1 4 8 2 8 7 9 ra sổ số chung cái gì hả? Đó là nguyên cái hàng này trời. Sở hữu tâm nó đi kèm với 121 tâm nè, là sở biến hành, đi kèm với 55 tâm là tầm, có 6 tâm là tứ, 110 tâm là thắng giải, 5 tâm là cần, đúng không? Thấy không? Chị thấy chưa? Im lặng thì không thấy. Rồi các cái tâm đi kèm theo với sở hữu tâm thì số lượng sở hữu tâm kèm với tâm nó đi ở cái cột thứ hai. Ví dụ tâm tham thứ nhất thì đi với 19 sở hữu tâm. Tâm tham thứ hai đi kèm 21 sở hữu tâm. Cái người ta mới hỏi là 19 sở hữu tâm đó là gì, mình mới đặt ra. Đó là 7 sở hữu biến hành. Rồi cộng với 6 sở hữu tầm. 6 sở hữu biệt cảnh là tầm tứ thắng giải và nghĩ dung. Cộng với nhóm si phần cộng với tham và tập kiến đó là dạng 19. Hiểu chưa? Và tương tự như vậy cho tất cả các tâm ở bên dưới. Là cái cách để mình đọc bản. Ai đăng ký thuộc bản này thì đăng ký lên. Ok, một mem. Mem đó thì sao? Có rồi. Vậy đó. Bây giờ
Bây giờ hả? Chưa học mà chán thuộc mà hỏi à. Rồi thì chọi con chuột mình cứ chết vậy. Rồi con kêu hắn em chết. Thuộc thôi mà, chứ ta có kêu mình hiểu đâu. Tôi sẽ không hỏi là chi phần trong đó có cái gì, rồi biến thành nó có cái gì, tôi sẽ hỏi vậy. Thì chỉ hỏi thuộc thời, ví dụ tôi hỏi tâm thanh thứ bảy đi kèm với bao nhiêu cái hỏi tâm, thì đọc ra tâm thanh thứ bảy 18. Nếu có cái gì, nếu có đập la đập la đập la đập la. Đó. Nhằm quéo, quéo. Ok, được rồi. Được hai mấy em đăng ký thuộc bản này. Xà thú, xà thú. Mấy em online ai đăng ký thuộc nữa? Đăng ký thuộc nữa, họ không biết nữa thầy. Ừ, dĩ nhiên không. Không biết chi tắt. Có thời hạn không? Hỏi rồi phải biết chứ. Thì rồi. Không biết học chi trời. Trời, không chi cho tôi chia sẻ màn hình nó mất thề luôn đó trời. Ok, đi. Đi thứ ba, cái chương số ba. Chương ba. Patinaha. Linh tình nhất ha 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 ha. Phần linh tinh hay hỗn hợp này nó có như thế này. Chúng ta thấy chiếc tá tâm là và 52 trụ tâm là 53 pháp thực tính đối với những trạng thái khác nhau rõ ràng. 53 pháp này được phân theo thọ, nhân, sự, môn, cảnh, vật. Tất cả những điều đó sẽ được đề cập vào trong chương này. Tựa đề là Pakinaka, nghĩa là linh tinh hỗn hợp. Chúng ta cũng nên chú ý mối tương quan dùng nạp mát và Rupa trong cái chương này. Cái tâm cảnh và vật gặp nhau là có xuất thành sắc làm duyên cho thọ quy tính này, cùng sanh thọ quy tính này, có trạng thái là hưởng những thứ gì mà chúng nó cũng đàn đó. Rồi như vậy thì ở đây mình sẽ đề cập đến nó là chi. Mình sẽ đề cập đến là thọ nhiếp nè, nhân nhiếp nè, sự nhiếp nè, môn nhiếp nè, cảnh nhiếp nè, vật nhiếp nè, là những thứ mình sẽ có trong chương này. Vọng.
trước nè, tôi quánh hôm nữa tôi biết tôi dạy tới đâu thôi, có gì đừng quánh trước nha. Gì quên rồi. Ở trong đây có cái từ đó là quê đá giá tí tí, là quê đá nè, hưởng hay ứng chịu cảnh gọi là thọ nè. Thôi mấy cái bạn mới thì nên ghi luôn đi cho nó dễ, cho mấy bạn cũ rồi thì đã quen cái này rồi, đã biết rồi. Bạn là bạn mới các bạn, bạn một năm bạn lên được cân một cái hàng luôn, mình không bao cũ nữa. Bạn cũ nữa, ai đặc biệt dài nữa. Bạn mà về cái là mấy kiến thức pháp này cho chưa, mà con nghĩ thôi. Đi nghỉ thò á, bỏ nó hết đi. Mới lấy vô nhắc kể ra rồi. Không có vô. Ghi quê đá nè. Quê đá nè. Hưởng hứng chịu cảnh gọi là thọ. Hưởng hứng chịu cảnh gọi là thọ. Sang ra hát nghĩa là tấm lửa. Sao sang cái hát khẩu ghi, sang cái hát này mình đã ghi rồi. Ở đây tâm sẽ hữu tâm sẽ được gom góp lại đó, ngắn gọn phù hợp với thọ. Xin ôm lại phần sở hữu thọ. Thế là cái câu này đã dạy rồi đó, mình phải biết là nói vậy. Đức Phật có nói như thế này nè, quý vị. Tạch ha về tên là sang gạch thế, tạch qua. Nói chung vậy đó. Quê đá nè được phân theo hai cách. Rồi ở cái này ghi thọ được phân theo hai cách. Phân theo hai cách cuối trang 170 đó bạn. Thứ nhất thọ phân theo cảnh có ba. Đẹp một thọ phân theo cảnh có ba. Giỏi. Xú khá. Như đó nè, mình cứ nhớ đó là con xú là nó ngon. Ngon là nó lạc. Xú khá. Rồi nó xú là nó ngon, ngon là nó lạc. Tôi tại tôi dạy nhiều người hỏi tôi xú khá chứ đút khá, xú khá, đút khá là không biết thằng nào lạc, nào khổ. Cứ thằng nào cũng út được cái khá khá đó. Không biết nào là nào hết. Rồi đút sao đó, cái kia là đút, mà đút thì nó khổ. Là cái nghĩa đúc nó khổ lắm. Đúc rồi. Đúc đồng á. Thủy tối. Khổ lắm, cho nên đúc nó khổ. Gì? Thọ thực cảnh có ba. Trong một. Suốt khá. Suốt khá về đây nè. Cái này á, được định nghĩa. Là thọ hứng chịu cảm giác thích ý. Là thọ hứng chịu cảm giác thích ý. Khi tiếp xúc với cảnh vừa lòng. Tiếp xúc với cảnh vừa lòng. Quý vị tự ghi bài đi, quý vị mà còn lưu quý vị ghi bài. Người ta lớn rồi. Cái thứ là đúng khá. Đúc khá, đó là như là đúc khá, ta thường thường là đúc khá. Đúc khá, cho nên tôi quấn đúc khá. Khổ thọ hứng chịu cảm giác đau đớn. Khổ thọ hứng chịu cảm giác đau đớn. Buồn phiền. Khi tiếp xúc với cảnh không vừa lòng.
Tức không là không khổ, tức không là không khổ, được trải nghiệm khi tiếp xúc với cảnh, được trải nghiệm khi tiếp xúc với cảnh, chẳng phải vừa lòng hay không vừa lòng. Thọ chia theo cảnh, nhớ nghe, thọ chia theo cảnh nha. Đúng rồi, chọn thọ chia theo cảnh là chính xác tuyệt đối. Khi mà quan sát chỗ này thì cho tôi cho một tên đi này á. Khi cũng không nhớ sao luôn hả? Họ tôi mở lên cho bà con đó nghe. Ủa rồi. Khi họ chia theo cảnh là nói đến không gian chi lý thuần túy. Chi lý thuần túy vì nó chính xác tuyệt đối, tuyệt đối. Hả? À, là mũi tên. Nói cái gì chóng hơn. Khi thọ chia theo cảnh, khi thọ chia theo cảnh là nói đến không gian siêu lý thuần túy, là nói đến không gian siêu lý thuần túy vì nó chính xác tuyệt đối, vì nó chính xác tuyệt đối, vì nó chính xác tuyệt đối. Ừ, nó cho tôi chia sẻ mọi người nghe. À, được chưa? Đi được hết chưa? Ok, mình tiếp. Tiếp một cái không gian khác nè, là xẹt hai chấm, thọ chia theo quyền, nãy là chia theo cảnh, chia theo quyền, quyền inquiry, inquiry, quyền nó là chia là sức mạnh. Chia làm năm, năm. Thứ nhất, Samanasa ở đây nè. Nasa quê đây nè.
Thì biết họ trong tâm hưởng cảnh vui lòng. Thì biết họ trong tâm hưởng cảnh vui lòng. Dumanasa Siddhana. Ưu thọ trong tâm hứng chịu cảnh khổ tâm. Ưu thọ trong tâm hưởng cảnh ưu phiền. Số 3. Xuống khác về đá nè. Sướng thân hưởng cảnh sướng thân hưởng cảnh sung sướng khoái lạc. Bốn đúc tháp nguyên cả nhà khổ thọ trong thân hưởng đau đớn hay cảm giác trung bình. Trung bình hướng cảnh bình thường. Hướng cảnh bình thường. Không vui. Không vui hay là ngày ra khổ u lạc tỷ. Bình thường không vui như là ngoài lá thủy tư khổ mỹ ơn thật đầy thật. Mũi tên là cái từ tử. Ok. Ví dụ mà đọc vô cái này có cái gì có vô cái gì mắc không? Vô vàng vô cửa khó chưa thể gì nha. Vô cái gì nha. Ví dụ mà nó học nhiều nhiều tiếng cái kia tôi nghĩ là tại vì quý vị sẽ có thắc mắc về cái kia khi nữa con với những nha không phải thì cũng thắc mắc của ta nhớ còn hơn tôi nhìn cái tên cái tự tôi nhớ mà tôi thọ mà đâu trong thân không nổi tâm tôi nói tâm u thọ trong tâm là u phiền đó con. Ví dụ như cho không có cho mình ăn mì giỡn đung 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 không chơi không chơi nữa gọi là phiền não. Ê, có phải cái số 5 là cái xả thọ không, là mấy cái trên á
là nói trong tâm, trong tâm hoặc là trong thân, còn cái xả thở nào ở đâu? Nó cũng là một ý để trả lời đó, nó nằm ở trong cái dấu si ra đó, một ý. Vậy thì ý si ra chưa được nói đến, có phải là gom cái tâm và gom cái thân lại không? Chưa tức đủ là luôn. Khi nào ở trên tâm, khi nào ở trong thân, trong thân chưa đủ luôn, sâu hơn chút nữa. Vậy thì làm sao để mình nhận biết được khi nào là nó cái cảm giác ở trong thân và khi nào là cảm giác ở trong tâm? Nó đối xứng với cái xì gà trên á, không chính xác lắm. Khi thọ chia theo cách nói đến không gian siêu lý thuần tí, cái này có siêu lý thuần tí không? Đúng, vấn đề nằm ở đó đó. Thọ có nhiều cái ý mới trả lời câu hỏi đúng rồi. Rồi, cô quý vị sẽ đặt ra một cái câu hỏi là: ủa, cái thọ mà Du có được là do Du biết, đúng không? Mà Du biết thì phải là tâm, chứ cái cục thịt không có biết đau đâu. Thì làm gì có cái chuyện mà cái lạc trong thân được, cái khổ trong thân được. Đúng không? Tức là cái này nó liên quan tới quyền, tức là nó có cái sức mạnh dẫn dắt người ta đi. Mà khi mà nói nó có cái quyền, có sức mạnh dẫn dắt, mình nhớ ngũ quyền là gì nè? Tính tấn niệm định tuệ. Tính tấn niệm định tuệ, tất cả cái đó nằm ở trong siêu lý hay thể lý? Thể lý hết chứ sao siêu lý. Khi mà ông sư ông khuyên Du này phải có tính nha, phải có cái niềm tin chân chánh nha, Du nhớ là có niềm tin chân chánh là tâm bảo nha, chị nào là nói cho Du nghe, chứ không phải nói cho tâm Du nghe. Nó không phải là bản thể, nó không phải đi vô trong tất cùng tận đó, mà là nó là mối tương ưng giữa không gian siêu lý ra ngoài siêu lý. Cho nên khi mà người ta nói lạc thọ và khổ thọ, lạc thọ là trong thân hưởng cảnh sướng, sướng thân khoái lạc, cái thân là gì biết sướng không có lạc. Chứ người ta ghi đó là chúng ta có cái mắt nó liền, chứ mà chú học siêu lý rồi, cái thân cục thịt nó không có biết gì hết à, được chưa? Như vậy đi thọ chia theo quyền là nói đến sự tương ưng giữa không gian phi lý ra ngoài thể lý để hành giả dễ dàng quan sát và thực tập tâm. Chứ cái thân thì không có lạc, có khổ, nó chỉ là vật chất, là vật chất mở ngoặc vô tha mà thôi. Cái biết tướng khổ là cái tâm, chứ không phải cái thân. Thì kịp không? Rồi, khi thọ chia theo quyền là nói đến sự tương ưng giữa không gian siêu lý ra ngoài thể lý. Khi thọ chia theo quyền là nói đến sự tương ưng giữa không gian siêu lý ra ngoài thể lý để hành giả dễ dàng quán sát và thực tập. Để hành giả dễ dàng quán sát và thực tập. Chứ cái thân thì không có lạc có khổ. Chứ cái thân thì không có lạc có khổ. Chứ cái thân thì không có lạc có khổ. Nó chỉ là vật chất rupa mà thôi. Nó chỉ là vật chất rupa mà thôi. Rupa. Thật ra thì sao?
cái biết sướng khổ là cái tâm, cái biết sướng khổ là cái tâm chứ không phải cái thân, chứ không phải cái thân. Nhưng khi có sự hòa trộn giữa danh pháp và sắc pháp để tạo thành chúng sanh hữu tình, thì thân dẫn dắt tâm rất nhiều. Cho nên về phần thọ, nó có quyền được quyết định và chi phối tâm, trong khi đối cảnh nên họ có quyền được dẫn dắt tâm trong khi biết cảnh. Thì đối cảnh biết cảnh rồi nó đó. Nhưng khi có sự hòa trộn giữa danh pháp và sắc pháp để tạo thành chúng sanh hữu tình, thì thân dẫn dắt tâm rất nhiều. Cho nên vì phần thọ, nó có quyền lực quyết định, nó có quyền lực quyết định chi phối tâm trong khi đối cảnh và trong khi biết cảnh. Cho nên khi chia thọ theo quyền thì phải chia năm. Ai không kịp? Ok, tạm lợi. Rồi, nhưng khi có sự hòa trộn giữa danh pháp và sắc pháp để tạo thành chúng sanh hữu tình, thì thân dẫn dắt tâm rất nhiều. Cho nên về phần thọ, nó có quyền lực quyết định, nó có quyền lực quyết định và chi phối tâm trong khi đối cảnh. Chi phối tâm khi đối cảnh chấm. Cho nên khi chia thọ theo quyền thì phải chia năm. Cho nên khi chia thọ theo quyền thì phải chia năm. Vâng, tôi kiếm lên. Hiểu không? Vậy tại sao chia năm và tại sao chia ba chưa? À, quý vị học thì quý vị sẽ phải suy phán. Cái này nói ngoài bài. Em nói ngoài bài đó là có ba thứ, có ba thứ không gian để suy xét. Đó là gì nè? Không gian siêu lý. Không gian siêu lý là thuần túy. Thuần túy gì? Chân đế. Hay là chân đế thuần túy là những sự thật tuyệt đối, không tay khác được nó quên gì đó hết. Cái không gian thứ hai là không gian xử lý hay không gian chế định, không gian thể lý cũng là nó đó. Không gian chế định dùng cho nó đúng với thuật ngữ, không gian xử lý, không gian chế định là đời sống thường ngày. Đời sống thường ngày thứ ba là không gian chứa các phép tương ưng từ siêu lý ra thể lý,
và ngược lại. Đây là từ siêu lý ra chí định cũng được, có thể lý cho nó dễ hiểu thôi. Hiểu không? Ba cái này nó có ba cái đối tượng không gian, tức là các thành tố trong không gian nó khác nhau. Ví dụ không gian siêu lý thì thành tố nó là gì nè? Tâm, tán, sắc bá và niết bàn. Đó là thành tố trong không gian siêu lý. Dĩ nhiên tâm là 121, tâm tánh là 52, sắc là 28, vân vân. Đó thì nó là nằm ở trong không gian siêu lý. Rồi không gian khí định hay không gian thể lý là con chó, con mèo, cái cây, cái bàn, học hành, đi đứng, ăn uống, ngủ nghỉ, ỉa đá gì đó, vân vân. Đó, tất cả những cái đó là không gian khí định hết, không gian đời thường, được không? Cái thứ ba là hơi khó hiểu xíu, là không gian chứa các phép tương ưng từ siêu lý ra thể lý hoặc là từ thể lý vào siêu lý, tức là sao? Tức là cái không gian mà nó chứa tất cả những cái mối liên hệ. Ví dụ khi chữ lộn, khi chữ lộn thì bạn sẽ hỏi là nó biểu hiện ở không gian thể lý, không gian chí định là chữ lộn, nhưng mà ở không gian siêu lý của nó là gì? Là tâm sân. Nó hiển bày như thế nào, nó ra sao? Thì như vậy nó sẽ có một cái mối liên kết, nó có một cái phép hồi xứ thật bên luận lý tôi có nói đó. Là một cái phép, một cái phép tương ứng đó, một cái phép tương ứng chân đế, một sự thật đó, một cái phép sự thật đó. Nó đi từ bên đây nó qua bên kia để mà nó hiển bày ra bên kia, thì tôi gọi tất cả những cái phép đó nó gộp thành một cái không gian, và cái không gian đó là không gian chứa các phép tương ứng từ siêu lý ra thể lý của người tài, hiểu không? Thì đối tượng của không gian thứ ba nó hơi trừu tượng một xíu. Hơi trừu tượng thì để học những cái mượn nó là phải mượn là có tính sinh năng, là có tấm cần, nó cũng là một cái mối tương quan. Ví dụ đây đơn giản như thế này, biết đánh gòn không? Cái trái banh để đánh á, nó có nhiều loại, thì tôi sẽ gọi cái không gian chứa tất cả những cái trái banh đó là một không gian. Cái cây dùng để quấn gòn nó cũng có nhiều loại, tôi gọi không gian chứa cái cây quấn gòn. Nhưng mà người ta quấn gòn như thế nào, các cái thế quấn nó cũng có nhiều loại, và tôi sẽ gọi đó là cái không gian giao nhau giữa thằng trái gòn và giữa cái cây gòn, nó có mối liên hệ với nhau bởi thằng giữa nó liên kết lại là các thế đánh. Nó cũng có một không gian mà rõ ràng quý vị thấy rõ nó, cái thành tố trong cái không gian các thế đánh thì nó khác hoàn toàn so với cái thành tố trong không gian trái banh, khác thành tố trong không gian trái cây. Nhưng mà nó vẫn là không gian, dù tưởng tượng nghe được chưa? Đó, tức là đây là đang mô hình cái lý thuyết này bằng toán học thì nó sẽ gọi như vậy. Ok, hiểu ha. Cái mặt hiền thợ gì vậy? Thầy, ví dụ thử cái tương ứng giữa siêu lý và thể lý này. Là khi mà mình đói bụng thì lúc đó sắc pháp nó quậy gì thì là nó là ở thân, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm trạng của mình, lúc đó ví dụ dễ cáu gắt hay là mình bắt chặt thì nó sẽ bị bội sẽ thật, thì có phải lúc đó là cái gì nó có cái quyền dẫn dắt cái tâm không? Thầy nói như vậy để là như vậy nó là hẳn nghĩa, thì như nói như vậy là vô nghĩa là tưởng tượng ra được. Khi mà người ta khái quát lên cái mức độ này thì nó không có phải là một trường hợp như vậy. Mà khi mà Dương hiểu là Dương phải hiểu nó khái quát cho Dương hiểu trường hợp được. Người ta đã khái quát lên mà cho Dương hiểu trường hợp. Mà Dương hiểu trường hợp nghĩa là những trường hợp khác Dương sẽ không hiểu. Ví dụ khi người ta nói phương trình bậc 2 có dạng AX bằng phương cộng B, X cộng C bằng 0. Ví dụ như giờ phương trình là 2x bình cộng 3, x cộng 1 bằng 0, phải gì bằng 2 không thầy? Thì đúng rồi. Nhưng mà nó phải là cái thứ mà người ta nói tới. Tại cái thứ người ta nói tới còn trỏ đến một lớp tất cả những cái phương trình khác nữa. Ví dụ x bình cộng 1 bằng 0. Nó bảo không phải bậc 2, nhưng mà nó không phải là cái ví dụ. Thì cái ví dụ đúng không? Đúng, mà nó không có trúng như cái người ta nói.
cái ta nói là nó có cái tiếng sấy rất là lớn, nó chứa hết tất cả những gì mà con. Tức là đang nói về ví dụ như trong trường hợp này là không gian siêu lý đi, thì cái không gian siêu lý này nó là cái nội hàm, còn tất cả những cái gì thuộc vào không gian siêu lý là cái ngoại duyên. Được. Thì mình cứ biết như vậy thôi. Đúng, chính xác, chỉ biết như vậy thôi là đúng đó. Trời, cũng biết hệt như vậy với cái thứ hai, cũng biết hệt như vậy với cái thứ ba. Tức là những cái tính chất nó rất là tổng quát như vậy. Nếu mà vô mà vô chia ra trong trường hợp là nó chỉ đúng trong trường hợp vô thôi, qua trường hợp khác thôi, trường vô không hiểu. Đó, nó bị hợp. Được, hồn. Còn nếu như mà cái ví dụ nào mà thằng lợn mà nó không biết chắc là thuộc vào cái nào á, thì hỏi lên để mình phân loại thì được. Chứ còn mà biết một số cái thuộc vào siêu lý và chỉ hỏi để xác minh lại thì coi chừng là đang mặc định chỉ có một chục cái đó là thuộc vào không gian siêu lý không, thì nó sẽ thiếu. Qua cái trường hợp khác không biết. Tại vì khi mà người ta ghi như thế này, mình thấy quá rất là cao. Nhưng trong mỗi trường hợp là nó như vậy là nó rớt lại, nó như vậy nó rớt được kia, nó như vậy là nó rớt được cái khác. Tại vì trong bất kỳ một cái ví dụ nào nó cũng có ba thằng này hết. Rồi vui trẻ sao cho nó tách ra từng con một. Nhưng sao mà vui trẻ tách ra từng con một khi mình đi nêu một cái ví dụ đó nữa, tại một cái ví dụ nó có hết ba này. Đi giờ tới chu hỏi tôi nó đó có không gian trước cái tôi nó có thì đúng rồi, cái sai đâu. Và chu hỏi trong đó có không gì xuống nhất có luôn, có sai đâu. Rồi đi hỏi trong đó không gì thấy có luôn, có sai đâu. Rồi tôi trả lời vô gì vậy, mà tôi biết là vô không hiểu đó, nhưng tôi không trả lời gì hết. Tại vì vô vẫn không phân biệt được ba không gian này, nó nằm trong một cái ví dụ nữa, thì bất kỳ cái ví dụ nào nó cũng có cái ba này, cũng giống như năng duyên sở duyên vi sở duyên đi nhận một cái nào nó khởi lên là có năng duyên có sở duyên có được duyên rồi thì y gan. Cho nên nó vô hiểu năng duyên sở duyên và được duyên như thế nào mà vô đưa cái vụ lên gì phải không, gì phải không, gì đi đi phải là phải rồi gì nó phải rồi đó, nhưng mà phải hiểu được cái tính thái quát của nó để mà trong mỗi trường hợp khác thì duyên phân biệt được. Gặp rù, nước thì không nghe, gặp rù. Ngủ rồi, họ dễ mà còn buồn ngủ ha, gặp rù á. Gió ngoài thổi vô lạnh lạnh quấy nước. Ngồi bên đó, cái lợn buồn ngủ, cái bên đây cười thiệt tỉnh, ngồi đó cho một mình, đấu trội. Dễ thấy thầy. Ở đây kia có nói là thọ phân theo sáu. Có thọ phân theo sáu nữa. Một xíu nữa đây nha. Thọ phân theo sáu là phân theo môn. Số 2 thọ được phân chia theo hai cách. Cái này là thọ được phân theo 6 cách. Thọ được phân theo 6 cách là thọ phân theo môn. Là thọ phân theo môn. Nhãn môn, nạp, dụng nạp, cảnh sắc. Nhãn môn, dụng nạp, cảnh sắc. Thấy cái đó cảnh sắc không? Tôi sẽ trình bày lại đây, tôi có duyên sau đó. Nhãn môn, dụng nạp, cảnh thinh. Tỷ môn,
dụng là ký dán miệng mồm dụng thẩm vị anh có tôi dán không dụng là cảm xúc ý môn dụng là sự pháp và họ dụng là cảnh qua sáu môn một khổ hoặc lạc trong thân ta thường đối với cảnh lúc nào cũng có trừ khi ngủ quên không để ý rồi bắt đầu vậy thì bắt đầu tôi nhớ hỏi quý vị thọ dụng nạp cảnh qua sáu môn là thọ loại nào? Nó nó đó thọ dụng cảnh qua sáu môn là loại thọ nào? Không biết là chết nhé, chúng ta quán là loại thọ nào? Loại thọ chia hai, có chia ba hay loại thọ chia năm? Theo con thì sao? Chị mấy? Con chia năm. Tại sao? Trời ơi, giải thích gì kỳ vậy ông? Mà chim lại tại nó vậy. Tôi không giải thích chơi, chứ phải tại vì tôi thích vậy. Thôi chỉ là cảnh qua số môn là loại thọ nào? Nó cũng có dính trong ví dụ đó. Cái như cảnh mà con hình sáu thì nó cũng dính trong cảnh là cảnh nhã nhị tiên, cảnh sát cảnh thân trí chịu xuất. Còn nếu như mà không thể chia là tại vì theo năm thì nó có thân, thân thì nó mới có thân lạc với thân khổ á. Sai rồi, sai rồi, phải điều chỉnh chánh chi kiến lại. Ở đây nhãn môn được mở ra khi nào? Nhãn môn mở ra khi có cảnh sát, khi có cảnh sát chưa đủ. Va chạm, va đập lên thần kinh nhãn. Lúc đó nhãn hớt bắt lấy cảnh sắc đó, lúc đó cái nhãn môn mở ra là con một cái điều đó xảy ra đó. Như vậy thằng nào vì thọ này là thọ của thằng nào? Vì thọ của cảnh hay thọ của môn hay thọ của thần kinh nhãn? Đấy, chúng ta thứ tư là thọ của ba đó luôn. Vì thọ của nào? Thọ của nào? Một âm thọ cảnh, một là thọ cảnh. Và tốn cảnh mà khó gì, khó cái cảnh. Một và ý kiến khác. Chết rồi, chết rồi. Học cái này chết rồi. Chết rồi. Nó đi em lợi rất nhiều lần rồi đó. Cảnh thì làm gì có thọ. Với đây là thọ của cảnh hay thọ của tâm? Tâm. U mê à. Trời đất ơi, làm gì mà cảnh mà có thọ. Cảnh là của tâm nữa nha. Trời ơi trời. Cái tâm nó mới có thọ. Cái tâm nó biết cảnh, cái tâm nó có thọ, có sự biết cảnh đó rồi nó sinh ra cái thọ, thọ đó thì là cái tâm. Như vậy thọ là của nhãn, nhãn thức, nhãn thức. Vậy thân thức có thọ không? Đó, thân thức có mấy thọ? Hai thọ. Thọ gì và thọ gì? Thọ lạc và thọ khổ.
Vậy thì tại sao không phải là thọ chia theo ba loại mà lại là liên quan tới thọ chia theo năm loại? Tại vì thọ chia theo ba loại là gì nè? Lạc, khổ, xả. Lạc, khổ, xả. Nó có lạc không? Có. Lạc chia, thọ chia theo năm có lạc không? Có. Vậy làm sao phân định thằng nào lạc nào? Vậy thì lạc này là lạc? Lạc chia theo ba. Lạc chia theo ba, chắc chắn phải là lạc chia theo ba. Tại sao? Giữa không gian siêu lý. Lạc này là lạc của tâm, bắt cảnh nằm trong không gian siêu lý, không phải là lạc của quyền ở trong mối tương ưng với siêu lý và thiên lý. Được không? Được không? Nói chưa? Ồ, nói như vậy đó. Cẩn thận. Cho nên nè, Du mới đặt một cái câu hỏi. Ủa, tôi thấy có những lúc mà tôi cũng không có lạc, cũng không có khổ nữa. Cái thân tôi nó bình thường à. Có không? Có. Có những lúc cái thân Du rất là bình thường à. Cái Du nói trời chứ họ kỳ quá, sao năm loại không có cái dạng thân thọ xả. Sao ba loại rồi sao thân thọ xả đâu? Thân ở trong ba loại là chỉ có thân thọ khổ, khổ và thân thọ họ lạc. Trong ba thọ chi ba, thọ chi ba thì chỗ đi vào tâm bất cảnh. Họ đi vào tâm bất cảnh thì thọ của thằng thân thức chỉ có hai thôi. Là có lạc và thọ có khổ thôi, nó không có thọ xả. Thân thức không có thân thức thọ xả. Vì cái bệnh mà nó ủa nhưng mà tôi thấy tôi xả mà, tôi thấy cái thân tôi nó xả mà, sao cười vậy? Tôi thấy cái thân tôi nó xả mà, sao cười vậy? Thì sao? Trả lời sao? Trả lời sao? Không được, trả lời như vậy rồi người ta còn quan mang hơn nữa. Là cái bộ thân đâu, thân đâu, thân đâu? Cái đó Du phải trả lời là mối tương ưng giữa thân và tâm. Tức là Du phải trả lời thọ chia theo quyền. Cái mà Du cảm nhận được cái thân của Du bình thường không có lạc không có khổ gì hết trơn á, không có gì hết trơn. Đó là Du cảm nhận. Mà là Du cảm nhận thì nó không phải là thuần siêu lý. Hiểu không? Nó không còn là thuần siêu lý nữa. Cho nên lạc và trả và hỷ ưu này kia nọ đó là chia theo quyền hết. Chứ không phải là nó đi Du quy tế Vipassana quá xét từng tâm một mắt cảnh thọ gì. Được chưa? Cho nên khi mà người ta hỏi sao tôi thấy cái tôi bình thường không có khổ cũng không có lạc nữa, thân tôi xả hả? Thì ok được, thân tôi xả được không sao hết. Đó là họ chia theo quyền. Cho nên có trạng thái đó, thân chia theo cái quyền là nó có trạng thái xả. Được chưa? Xả thân và xả tâm nó gọi chung là xả đó. 6 mà thằng 5 đó. 3 cộng 3 là 5 á. Được chưa? Nhớ không? 3 cộng 3 là 5 đó. Là họ chỉ theo quyền. Chứ nó ngồi bắt đầu nghe giảng, nghe giảng viết rồi nó loạn thằng ngồi lên trên luôn. Trời ơi, sao chỗ này nói gì? Bồ chơi chơi sao chỗ khác nói gì? Nói rồi họ khùng rồi luôn. Ừ, hai cái không gian nó khác nhau, chứ nó không khác nhau. Là chi theo chi ba là nó y tế, còn của siêu lý. Còn chi theo năm là nó lứa dữ liệu ra bên ngoài rồi, nó mình có thể cảm nhận được. Có cái mối tương quan giữa thân và tâm. Đúng rồi. Đó, thì nó là chia theo từ năm. Chia sáu nhưng mà còn năm đó. Vậy thì cái cách chia theo sáu này đó là sáu theo môn. Khi mà chia sáu, chia thọ thành sáu theo môn là thọ này là thọ ba loại chứ không phải thọ năm loại. Được chưa? Loại thọ nào thì đáp đó là thọ ba loại. Thọ ba loại giống như gà làm ba món ha, nó khác với gà làm năm món. Thọ ba loại đúng không con? Các bạn ngay ăn gà. Gà đi ngửa thái thì con ăn gà. Gà còn tập. Gà còn tập luôn. Ủa là có đi ngửa thái luôn. Đi học tiếp nè. Được
rồi cái câu mà nãy tôi hỏi là tự ghi thêm đi nha, tôi lừa đánh quá, tôi đánh thêm là họ thấy sáu một là họ như ba. Đúng rồi, tôi mới hỏi tiếp thì sao, hỏi tiếp hồi nãy tôi hỏi một bài luôn đó trời. Quá chị hỏi luôn, chị biết là chị hỏi luôn mà không biết hỏi cái gì hết. Trời đất ơi, trời. Nhớ là tâm bất cảnh nó có thọ. Vậy là không lắm cho kịp. Nó không có đường đi. Đường đi lắm, lắm đường đi đi đi. Mình không có cái đường nó như là em phải hù cái bản thân. Hù đường đúng rồi. Mình hù đường. Nguyên cái tải tôi nói tóm lại, tóm ý được. Thiếu điện đạt lượng quá. Không tóm được. Cái nãy là tôi đang ví dụ, tôi đang hỏi tôi ví dụ để phân biệt được cái thằng thọ lạc. Thọ lạc khi nào thì nó nằm ở trong không gian siêu lý hoàn toàn, khi nào nó nằm trong tương ưng từ siêu lý và thể lý. Tại vì trong thằng siêu lý cũng có lạc, trong thằng tương ưng từ siêu lý và thể lý nó cũng có lạc đó. Rồi cái điều đó dùng để giải thích cho cái chuyện là tại sao cái thân mình nó có thọ xả. Khi mà mình cảm nhận được đây, thân mình thọ xả, cảm nhận được đây là do đâu đó, thì hồi nãy tôi giải thích rồi. Thiệt hà, mà bắt đầu vô đã vô hành thiền rồi bắt đầu tôi mới đi vô cái hỏi tiếp nữa, nó phân ra nữa này, hỏi chỉ để đó thôi à, chừng nào có đủ cơ duyên thì trả lời. Đang hành thiền thì tôi phải suy nghĩ cái câu này, đó là rõ ràng họ thời luôn luôn có hỷ có lạc, làm sao vô quán sạch họ mà chưa thấy được tướng khổ. Cái đó ai hành thiền sẽ suy tư thêm câu hỏi đó, để đó nào hữu duyên thì sẽ trả lời. Du đang lạc thân, du đang lạc, du đang hỷ tâm, du quán sát thọ, nhớ không? Thiền quán có bốn, trong đó có quán thọ. Vì chị vô quá cái thọ hỷ, cái thọ lạc, cho tao vô thấy được cái tức khổ à, không phải chuyện dễ dàng đâu. Nó là lý thuyết thôi, mà còn chưa có hiểu nữa thì làm sao mà vô cái hạnh thức. Quán là bò vô quán phá luôn. Cái bụng rồi ha, đội ngũ đã được thịt đà tiến. Cục mỡ đó đã đòi thêm năng lượng. Ôi, hiểu rồi con, hiểu. Hiểu ha, vậy là mấy bữa hôm không hiểu. Đúng rồi, thì từ từ chịu ít miếng bộ lên chứ. Mới mà không hiểu thì bắn cái đùng chết. Chua đủ chi hết chất toàn bộ. Cái gì đủ chưa? Chưa, dù phải chỉ nói là thầy không có được nên sân tưởng, hại tưởng thì đúng. Ok, được hết nha. Thôi nghỉ, mệt quá rồi. Bye bye, kêu quý vị. Dạ vừa ta ôm cố vừa hiểu cái lần sai lên hết cái nắng thì không biết chưa là liền luôn cũng nói được. Ok, lên 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 thở có cái gì vậy? Không chịu gì đây không được không bật tạo luôn rồi thôi, bye bye quý vị. Bỏ nó phía trong nha.
công quân.